Chúng mình đã đến địa điểm đầu tiên. Đây đâu hả chị? Đây chúng mình đang ở Xôi Chè Bà Thìn. Số 1 Bát Đàn. Số 1 Bát Đàn. Số 1 Bát Đàn nha các bạn. Chị Linh ơi, nhắc đến văn hóa châu Á hay chị nghĩ đến cái gì đầu tiên? Đó chính là ăn uống và đồ ăn. Mà đồ ăn thì sẽ không thể thiếu một thứ vô cùng quan trọng, đó chính là đôi đũa. Với những đứa mồm ăn như chúng mình thì đây là một thứ không thể thiếu. Bọn mình quyết định hôm nay sẽ mua tặng các bạn một đôi đũa. 2000 years later. Chúng ta đi mua quà xong thì bây giờ chúng ta đi đâu hả chị? Chúng ta đã đến nhà thờ lớn Hà Nội. Chị Linh ơi, bây giờ mình đang ở đâu đây? Ngoài quán nước ăn ạ. Chị còn nóng không? Chị muốn ăn nước chế gì? Mình đã kết thúc 3 tiếng học cũng rất là productive của bọn mình. Và bây giờ chúng mình lại chuẩn bị đi ăn tiếp. Mày to đấy. Bây giờ tiếp một buổi kem chống nắng của Linh. Linh hướng dẫn các bạn làm sao để buổi kem chống nắng. Các bạn nhìn thấy thời tiết này mà không kem chống nắng không sống hay sao? Người anh em chưa cũng biết luôn cả lịch sử luôn. Đúng rồi. Mấy bài người ta viết ở dạ. Bia lên đó. Vâng. Của cái hãng là hãng gì mà
mà chuyên lên về đồ ẩm thực này là được không các dạ. Foodie. Đấy đúng. Vâng. Rồi. Ngồi. Đấy. Ấy nha. Bữa mà cháu thấy ngon hẳn mà, ngon hẳn so các hàng khác mà. Đây là hai con người để... không cháu là ăn đây mấy năm. Khách quen. Khách quen đấy, khách quen. Vâng. Và cuối cùng sau 15 phút bọn mình đã hoàn thành xong hết 30 chiếc nê và một đĩa khoai. Không thể tin được. Bây giờ mình lại phải đi tiếp thôi. Ăn no nằm năng lượng rồi thì lại phải tiếp tục thôi. Tiếp tục hành trình hồi hôm nay là chính là ngày hành trình đi mua quà. Và sau khi bọn mình đã đi mua quà cho các bạn Miễn Đức rồi thì bây giờ bọn mình sẽ đi mua quà cho. Ok. Và hẹn gặp lại mọi người trong chỗ bọn mình đi mua quà. Sau khi về Việt Nam ấy, thế là chúng mình có định mua những món đồ cutie cutie ở Việt Nam để tặng. Nên là bây giờ chúng mình phải đi lọc tất cả những thứ hay ho ở Việt Nam. Nóng quá đấy chị ạ, ngốt quá. But first, let me take a selfie. One eternity later. Hành trình vẫn chưa kết thúc. Để cho các bạn nhìn địa điểm tiếp theo. Mình đã đến địa điểm N. Không biết đây là bước bao nhiêu cho ngày nữa. Như ở đây. Chúng mình đã kết thúc một ngày đi chọn quà cho mọi người và ăn là chính. Hẹn các bạn vào những số tiếp theo. Hãy nhớ like, share và subscribe cho Đi Đam Đi nhé.